Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có con AT 300 này các bạn này. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá xem là bên trong con AT Tumat này nó có những gì nhé. Thưa bạn này, con AT Tumat này là con đời cũ rồi các bạn ạ. Con này nó là hãng của LG ấy các bạn. Trước kia là LG nhưng bây giờ nó chuyển sang hết là LS rồi các bạn ạ. Đấy. Thì các bạn mua con AT Tumat, những cái con công suất lớn như này ạ, thì các bạn nó sẽ kèm theo những cái tay đóng như thế này các bạn. Đấy. Và trên cái thân AT này thì nó sẽ có một cái nút để chúng ta test thử này các bạn này. Đấy. Khi mà AT nó nhảy lửng như này các bạn nhé, thì các bạn phải kéo AT hết xuống, kéo hết xuống như này. Đấy. Thì khi chúng ta mới đóng được lên nhé, còn không bình thường chúng ta không đóng được lên đâu. Đấy. Đây là những con công suất lớn các bạn. Thì trong dân dụng thì cũng rất là, ở nhà thì không ai dùng đến cái này. Trong dân dụng thì đa số là nếu dùng cái này chỉ là dùng ở những cái trạm phân phối điện đấy các bạn, ở cái sau cái biến áp ấy, thì là người ta sẽ dùng những cái AT Tumat có công suất lớn như này. Thì con này chủ yếu là dùng trong công nghiệp các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá xem ở bên trong con này nó có những cái gì đấy. Đấy, các bạn. Khi các bạn nó đang nhảy lửng như này các bạn không thể đóng được lên đâu nhé, các bạn phải kéo hết về. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái bên trong này ra xem có những gì các bạn nhé. Đây thưa các bạn, như vậy là mình đã tháo xong cái vỏ của nó rồi nhé. Đây là toàn bộ cái cơ cấu của nó các bạn ạ. Đấy. Đây là cái buồng dập hồ quang các bạn. Đấy. Cái này sẽ có nhiệm vụ là chia nhỏ hồ quang ra. Khi mà chúng ta đóng cắt cái cân AT Tumat này thì nó sẽ có sinh ra hồ quang các bạn. Thì cái đây là cái buồng dập hồ quang này có nhiệm vụ là chia nhỏ hồ quang nhé, cắt chia nhỏ hồ quang ra. Thì ở đây tương ứng với cái AT 3 pha, 3 cực này thì nó sẽ có 3 cái buồng dập hồ quang cho 3 pha này các bạn. 1, 2, 3 này. Đấy. Đây là 3 pha. Đây mình sẽ tháo từng cái một ra các bạn nhé. Đây mình sẽ tiến hành tháo tất ra này để cho các bạn xem khám phá ở bên trong nó. Đây là 3 cái buồng dập hồ quang này. Mình sẽ nhấc hết 3 cái buồng dập hồ quang này ra nhé.